Hello, tao chào hảo, xin chào tất cả các bạn Các bạn đang xem series Tiếng Trung Nhanh tại kênh Tiếng Trung Bồi TV Channel Series này, mỗi video S sẽ cố gắng làm trong 5 đến 10 phút Nó khá là ngắn và mỗi một video thì chúng ta sẽ tìm hiểu một ý nhỏ Thì các bạn cứ xem từ những video đầu tiên đến video thứ hai, Chủ yếu là những những cái ý liên quan đến vấn đề về giao tiếp tiếng Trung Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang video thứ ba của series này thì hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về cách chào hỏi một cách cơ bản, ví dụ như ní hảo hoặc là nín hảo. Ngoài cách chào hỏi cơ bản đó thì chúng ta có cách chào hỏi theo buổi. Ví dụ như là buổi sáng chúng ta có chào sáng hảo hoặc là sáng ú hảo. Buổi chiều có xeo ú hảo. Buổi tối có oán sáng hảo, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã biết cách chào hỏi cơ bản ban đầu. Thì sau đó thì chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ muốn quan tâm đối với những người mà chúng ta đã quen biết Ví dụ như chúng ta sẽ hỏi câu là Dạo này bạn có khỏe không? Dạo này bạn có ổn không? Hoặc dạo này bạn thế nào? Thì trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số câu như vậy nhé Đầu tiên thì chúng ta có bạn khỏe không? Đó, bạn khỏe không? Thì các bạn nhìn lên bảng thì trong tiếng Trung có một câu Đó chính là Ní hảo ma Ní hảo ma Thì các bạn thấy ở đây có từ Ní hảo là câu xin chào đúng không ạ? và hôm nay chúng ta chỉ cần thêm ma ở phía cuối ní hảo ma thì sẽ trở thành một câu hỏi hỏi về bạn có khỏe không hoặc là bạn có ổn không đó ní hảo ma thì giới thiệu qua cho các bạn ma chúng ta hay dịch là không đấy, hoặc là chưa nhưng thường sẽ dịch là không đây là một đại từ nghi vấn uh, phổ biến nhất trong tiếng trung thậm chí là khi bạn chỉ cần đặt ma ở sau một câu trần thuật bình thường thì sẽ trở thành một câu hỏi Ví dụ như là Nǐ chì ma chỉ là đi đúng không? Nǐ chì ma Bạn có đi không? À, Nǐ chư pha ma Bạn có cơm chưa? À, Nǐ chư ma Bạn có ăn không? Đó, thì ma dùng rất là nhiều thì Các bạn lưu ý nhé Ma Chúng ta có một ví dụ nhỉ Đây là ví dụ giữa bạn Mà Lị và bạn Ta Gui Đoạn hội thoại Ta Gui Nǐ hǎo Mà Lì Nǐ hǎo Nǐ ma Ủa hấn hảo Ta quê, ní hảo. Mà lì, ní hảo. Ní hảo ma, Ủa hắn hảo. Ní nơ, ủa dễ hẳn hảo. À, chúng ta phân tích một chút. Ta quê, ní hảo. Xin chào, ta quê. Em cứ nói tạm là ta quê nhé. Không dịch tiếng Việt nữa. Là đại vệ, nó là ta quê. Mà lì, ní hảo. Xin chào. Mà lì, ní hảo ma Bạn có ổn không? Ủa hắn hảo. Chút này các bạn có thể nói là Ủa hẳn hảo hoặc là Ủa hẳn hảo đều được nhé ủa hắn hảo hoặc là ủa hắn hảo ủa hắn hảo tôi tôi ổn nỉ nơ nỉ nơ là còn bạn thì trường hợp này các bạn thấy ở đây có nơ này thực ra từ nơ này chúng ta không muốn hỏi lại cái câu hỏi mà đối phương vừa mới hỏi nữa thì chúng ta dùng từ nơ ní hảo ma bạn khỏe không thì chúng ta cũng hỏi lại là ní hảo ma nhưng chúng ta không muốn hỏi từ ní hảo ma chúng ta sẽ nỉ nơ vậy còn bạn đó rất là tiện đúng không ạ nỉ nơ còn bạn uý gì hắn hảo tôi cũng tôi cũng rất là khỏe ở đây có bốn thanh bốn thanh ba thì chúng ta tách ra tách ra làm hai nhóm ví dụ nhóm thứ nhất thì chúng ta Ủa dở nhóm thứ hai chúng ta hấn hảo đúng không Ủa dĩa hấn hảo nó hoặc là các bạn cũng có thể nói là Ủa dở hấn hảo hoặc là uế dở hấn hảo nhưng mà theo kinh nghiệm của s thì các bạn tách đôi ra nhé nó tách ra để chia Ủa dở hấn hảo ở đây có đó phó từ dở nghĩa là cũng cũng Ôi giờ hắn hảo là tôi cũng rất khỏe. Ngoài câu hỏi ní hảo ma, bạn có ổn không? Thì chúng ta hỏi một câu hỏi quan tâm để sâu hơn. Đó chính là dạo này bạn thế nào? Nó hỏi về tình hình cụ thể đúng không? Dạo này bạn thế nào? Thì chúng ta có hai từ vựng. Thứ nhất là chơi chín. Chơi chín. Âm hắn Việt là tối cận. Nghĩa là gần đây. Chúng ta sẽ dịch là gần đây hoặc là vừa qua hoặc thời gian qua mới đây. Chúng ta dùng từ chơi chín. Từ thứ hai đó chính là chảy mây dạng, chảy mây dạng hoặc là chảy răng, chảy hoặc là chảy nghĩa là thế nào, thế nào. Thì chúng ta có câu là chơi chín chả mơ yàng, chơi chín chả mơ Dạo này thế nào? Nỉ chơi chả mơ Chúng ta có thể thêm khi họ chúng ta thêm nỉ đằng trước. Nỉ chơi mơ Bạn dạo này thế nào? Thì chúng ta có hai cách trả lời Đầu tiên là chúng ta có một câu trả lời chung chung Nếu chúng ta muốn nói là tôi khỏe, tôi ổn, tôi bình thường Thì chúng ta có thể trả lời là Ủa hấn hảo Ủa hấn hảo, Ủa hấn hảo nhé Đó. Có nghĩa là tôi vẫn bình thường Ủa hấn hảo Ngoài ra thì nếu mà chúng ta muốn Nói là chúng ta không được khỏe, không được ổn Thì chúng ta có thể nói rõ cụ thể ra Tình hình cụ thể ra vì là chúng ta đang muốn chia sẻ với người bạn của mình đúng không ạ? Thì chúng ta ví dụ như đây có từ cảm mạo, cảm mạo nghĩa là ốm. Thì chúng ta sẽ nói là chơi chỉnh của cản mạo là chơi chỉnh của cản mạo là gần đây tôi bị tôi bị ốm rồi. Hoặc là chơi chỉnh của hẳn máng, của hẳn máng. Ở đây có từ máng. Máng là bận, nó máng là bận. Như vậy là chúng ta có thể nói là chơi chỉnh của hẳn máu hoặc là chơi chỉnh của tờ sân thị bú thai hảo gần đây sức khỏe tôi đi không được tốt lắm Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Như vậy là trong giây phút vừa rồi Chúng ta đã tìm hiểu một cách nói Về hỏi thăm sức khỏe Cũng như là cách chào hỏi Một cách cơ bản trong xã giao Chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo Xin chào tạm biệt